Khoa học quân sự xin chào các bạn khán giả. Từ trước đến giờ, tất cả chúng ta luôn biết đến Nga là một cường quốc về xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Tuy nhiên, có một sự thật mà ít ai để ý rằng, xứ sở Bạch Dương còn là một ông trùm trong lĩnh vực chế tạo nguyên liệu và động cơ, các bạn ạ. Minh chứng cho điều đó là việc các chuyên gia nghiên cứu của Nga đã thử nghiệm thành công một loại động cơ mà trước giờ tưởng rằng chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Đó chính là siêu động cơ lượng tử phản hấp dẫn. Đây được coi là điểm mấu chốt sẽ làm thay đổi toàn bộ diện mạo khoa học công nghệ thế kỷ 21 với tốc độ 1.000 km trên giây, có thể giúp tàu vũ trụ đi từ trái đất tới mặt trăng với vỏn vẹn 4,6 giờ đồng hồ. Điều này đã mở ra cơ hội cho loài người tiếp cận với những hành tinh xa xôi có khoảng cách đo bằng 5 ánh sáng. Vậy thì rốt cuộc, siêu động cơ lượng tử phản hấp dẫn thật sự có sức mạnh đáng kinh ngạc tới mức nào? Và quả thật trên thế giới đã xuất hiện một loại động cơ mang tốc độ tới 1.000 km trên giây hay sao? Các bạn hãy cùng khoa học quân sự tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về phát kiến tầm cỡ, đưa con người tiến gần hơn với hành trình chinh phục dải ngân hà nhé! Các động cơ đẩy hiện nay đều hoạt động dựa trên nguyên lý phản lực. Lực đẩy vật thể về phía trước luôn kèm với sự phóng ra một khối lượng vật chất tương ứng về phía sau. Chuyển động cơ học cũng cần có các cơ cấu chuyển động trên nguyên tắc sử dụng phản lực để di chuyển. Tuy nhiên, với động cơ lượng tử, phản trọng lực phải hoàn toàn khác. Vậy thì bạn đã từng nghe và biết tới loại động cơ khủng này của Nga hay chưa? Động cơ lượng tử hay còn được gọi bằng một cái tên khác là động cơ phản lực hấp dẫn, có tác động vô hiệu hóa lực hút của trái đất, của các đồ vật như xe tăng, máy bay, tàu chiến và có thể tạo ra khả năng chế tạo các phương tiện vận tải di chuyển mau lẹ gấp hàng ngàn lần so với hiện nay. Động cơ này sử dụng nguyên liệu nickel. Kỹ sư người Ý Andre Rossi, người đang nghiên cứu về nguyên liệu nickel, tiết lộ rằng nguồn năng lượng hứa hẹn nhất dùng cho động cơ lượng tử là loại hợp hạch lạnh. Xét về khả năng bảo tồn năng lượng, hợp hạch lạnh tương tự như vòng quay của hạt nhân nickel, tức là cao gấp 1 triệu lần so với nhiên liệu hóa học. Nếu như theo phép tính đó thì 1 kg nickel hợp hạch lạnh cho phép cung cấp sức mạnh cho động cơ tương đương với 1 triệu kg xăng. Thành tựu kỹ thuật này là kết quả tiến hành một lý thuyết khoa học cơ bản hiện đại được gọi là lý thuyết siêu liên kết do các nhà bác học Nga xây lập nên, đưa Liên bang Nga vào vị thế hàng đầu trong lĩnh vực khoa học cơ bản của thế giới. Tiến sĩ Vladimir Leonov, người từng đoạt giải thưởng quốc gia của chính phủ Nga, người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về lý thuyết siêu liên kết cho biết. Mẫu thử nghiệm thành công của người Nga về động cơ lượng tử có hiệu suất mạnh gấp 5.000 lần động cơ vật phóng ra bình thường sẽ tạo ra cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong thế kỷ 21, tương tự cuộc cách mạng công nghệ thông tin trong thế kỷ 20. Vị tiến sĩ này cho biết, động cơ lượng tử không cần bộ phận chuyển động để dẫn động bánh xe, cũng không cần các bộ phận như vòng bi, nhưng vẫn di chuyển được theo phương nằm ngang hoặc cất cánh thẳng đứng nhờ sức lực bên trong. Và bạn có biết rằng, chỉ cần nạp 1 kg nhiên liệu hợp hạch lạnh, ô tô sẽ chạy được 10 triệu km hay không? Cũng theo nhà khoa học Vladimir Leonov, khi ứng dụng động cơ lượng tử cho xe hơi sẽ tạo ra sự thay đổi triệt để. Chỉ cần phần thân xe gắn trên các bánh xe và động cơ lượng tử mà không cần hệ thống chuyển động. Động cơ lượng tử có thể cung cấp lực kéo, di chuyển các bánh xe khổng lồ. Chỉ cần đổ 1 kg nickel trong lò phản ứng hợp hạch lạnh, cho phép một chiếc xe chở khách chạy được hơn 10 triệu km mà không cần nạp nhiên liệu, gấp gần 25 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng. Chiếc ô tô đó giống như một thiết bị vĩnh cửu, có thể phục vụ suốt 50 cho tới 100 năm. Ngoài ra còn có thể ứng dụng vào các ô tô bay để thắng được trọng lực trong không khí và lực cản của hơi nước. Trên thực tế, động cơ lượng tử đã được các nhà bác học Nga thử nghiệm thành công vào năm 2009. Đến năm 2014, người Nga đã thử nghiệm thành công động cơ có trọng lượng 54 kg nhưng tạo ra sức đẩy theo phương thẳng đứng với xung lực có cường độ từ 500 tới 700 kg lực với sinh lực điện tiêu thụ chỉ bằng 1 kW. Với động cơ này, các nhà bác học Nga đã chế tạo thành công khí tải bay di chuyển với gia tốc lớn gấp gần 10 cho tới 12 lần gia tốc trọng trường, di chuyển rơi tự do, có nghĩa là lớn gấp 10 cho tới 12 lần nhịp độ rơi tự do của các vật thể trên bề mặt trái đất và mang một vận tốc ấn tượng đạt tới 1.000 km/giây.
Hiện nay, các nhà khoa học Nga đang gặt hái được loại năng lượng nhiệt hợp hạch lạnh theo hình thức năng lượng hydrocarbon với giá thành thấp. Nhưng tốc độ 1.000 km trên giây ư? Đây đúng là con số không tưởng, đúng không nào các bạn? Đây là vận tốc khiến bất cứ ai cũng phải châm trồ bởi sự không tưởng và khó tin. Tuy nhiên, với trí tuệ con người và công nghệ tiên tiến hiện đại của thế kỷ 21 thì hoàn toàn có thể biến điều không thể thành có thể và tạo ra một cuộc cách mạng động cơ và công nghệ vũ trụ. Theo nhận định của tiến sĩ Vladimir Leonov, các động cơ vật phóng ra bình thường hiện nay đã tới được khả năng giới hạn của kỹ thuật. Sau 50 năm tiến lên, xung lực động cơ vật phóng ra chỉ có thể tăng từ 220 giây. Vật phóng ra Frau 2 của Đức trong Thế chiến thứ 2 lên tới 450 giây trong động cơ vật phóng ra Proton của Nga. Còn xung lực động cơ lượng tử đã tới được hàng chục triệu giây. Vì thế, động cơ vật phóng ra bình thường có trọng lượng 100 tấn chỉ chở được tải trọng có ích khoảng 5 tấn, hiệu suất 5%. Còn động cơ lượng tử 100 tấn có thể mang được 90 tấn hàng. Như vậy, so với hiệu suất của động cơ vật phóng ra bình thường, hiệu suất của động cơ lượng tử tăng 900%. Về nhiệt độ, động cơ lượng tử có thể đưa khí tải bay di chuyển với nhiệt độ 1.000 km trên giây, trong khi nhiệt độ vật phóng ra bình thường chỉ tới được mức tối đa 18 km trên giây. Vì thế, về mặt lý thuyết, với động cơ lượng tử có tốc độ 1.000 km trên giây như vậy, thì tàu vũ trụ có thể bay từ trái đất lên đến sao hỏa trong vòng 42 giờ, tới mặt trăng mất 3,6 giờ. Đó chính là một kỷ nguyên mới trong công nghệ vũ trụ. Việc tạo ra một loại động cơ phổ biến có thể dùng trong không gian, khí quyển, trên mặt đất và dưới nước luôn là một chủ đề ưu tiên của khoa học cơ bản ngày nay. Và sự ra đời của động cơ lượng tử phản hấp dẫn cũng đưa ngành hàng không có một bước nhảy vọt. Để đáp ứng được yêu cầu này thì động cơ lượng tử cũng không phải ngoại lệ. Ví dụ, một máy bay chở khách gắn động cơ phản lực tăng áp chạy bằng nhiên liệu phản lực có thể vượt qua giới hạn độ cao trong không khí tới 10 đến 12 km và nếu cao quá hơn nữa thì sẽ không bay được nữa. Nhưng nếu gắn động cơ lượng tử phản hấp dẫn thì máy bay có thể bay ở độ cao từ 50 cho tới 100 km và lúc đó nó có thể bay theo quán tính. Chuyển sang máy bay dùng nhiên liệu hợp hạch lạnh còn có thể bay nhiều năm mà không cần nạp nhiên liệu. Bằng việc tăng tốc độ, máy bay mang động cơ này có thể bay từ Moscow tới New York chỉ còn 1 giờ thay vì 10 giờ như loại máy bay thông thường. Các bạn thân mến, sự phát triển của loại động cơ lượng tử phản hấp dẫn thế hệ mới đã mở ra cơ hội để con người trên trái đất tới gần hơn với những hành tinh xa xôi nhất trong hệ mặt trời. Ngày 23 tháng 2 vừa qua, các nhà khoa học NASA tuyên bố họ phát hiện ra hệ mặt trời mới có 7 hành tinh, trong đó có 3 hành tinh có thể tồn tại sự sống. Hệ ngoại hành tinh này được đặt tên là Chapit 1, cách trái đất khoảng 40 năm ánh sáng. Đa số tồn tại ở dạng rắn chứ không phải khí và đủ điều kiện có nước dạng lỏng trên bề mặt. Trong đó, 5 ánh sáng là đơn vị đo khoảng cách được sử dụng phổ biến trong khoa học vũ trụ. 5 ánh sáng là khoảng cách có thể đi được trong một năm với vận tốc ánh sáng, quy đổi tương đương 9.460 tỷ km. Giả sử, động cơ lượng tử được nghiên cứu thành công và lắp đặt vào các tàu vũ trụ tương lai với vận tốc đạt 1.000 km trên giây, tức là mỗi giờ đi được 3.600.000 km. Nếu duy trì được vận tốc này, con người sẽ đến Chapit 1 sau 105.111.111 giờ. Số thời gian này tương đương 12.000 năm. Trong khi đó, hiện nay, tàu thăm dò ghi giữ kỷ lục về tốc độ của loài người là Juno với vận tốc 265.000 km trên giờ khi bay ngang sao Mộc do tác động của lực hấp dẫn của hành tinh này. Trong trường hợp, nếu tàu này duy trì liên tục được vận tốc đó, thì để đi từ trái đất tới Chapit 1, con người cần 1.427.924.528 giờ, tương đương 163.000 năm. Rõ ràng, so với 163.000 năm của tàu Juno thì 12.000 năm của động cơ lượng tử là con số bé hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tính khả thi để con người có thể đến được Chapit 1, nơi có các hành tinh tương tự trái đất và nhiều khả năng duy trì được sự sống vẫn chưa rõ ràng. Các bạn thân mến, thế giới đã và đang chạy đua để phát triển sản xuất các phương tiện hàng không vũ trụ, máy bay và lò phản ứng mới. Đây chính là nguyên tắc, là chìa khóa cốt lõi quyết định sự thành công về thương mại của mỗi quốc gia. Nước Nga cũng không còn cách nào khác để phát triển ngoài con đường tiến bộ về khoa học. Hiện nay, Nga đang tiên phong nghiên cứu sử dụng động cơ này.
Các nước Mỹ, châu Âu cũng chạy đua nghiên cứu và tạo ra các loại động cơ thế hệ mới và động cơ lượng tử phản hấp dẫn. Chắc chắn sẽ là một trong những con át chủ bài trong các bước phát triển của quốc gia này. Cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Khoa học Quân sự. Đừng quên subscribe kênh và bấm vào nút chuông thông báo để là những người đầu tiên xem được những video mới nhất của Khoa học Quân sự nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và mang tới những thông tin chất lượng nhất. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.